chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sinh tố sakuche. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là hai trái sakuche và đây là sữa đặc. Và đây là đường. Và đây là sữa tươi không đường. Bây giờ ta bắt đầu gọt sakuche. Bây giờ ta đổ sakuche vào. Ta cho đường vào. Hai muỗng đường vuông đầy. Và một ít sữa tươi không đường. Và cho sữa đặc vào. Sữa đặc mình cho hai muỗng canh. Cái này mình muốn ăn nhiều thì mình cho nhiều, muốn ăn ít thì tùy mình. Và đường cũng vậy, ta muốn ăn nhiều đường thì ta cho nhiều đường, và muốn ăn ít thì ta cho bỏ ít thôi. Ta cho đá vào. Như vậy là ta đã có một ly sakuche rất là ngon. Đây là một ly sakuche rất ngon. Sakuche rất dễ làm và làm lại mau nữa, rất tốt cho sức khỏe. Ai cũng rất thích hợp cho tất cả mọi lứa tuổi. Bây giờ ta thưởng thức. Và hôm nay đây thì mình chia sẻ, mình cáo lỗi với tất cả mọi người là như vậy. Hôm nay là Ngọc có 34 cái video mà mình tải đã từ lâu lắm rồi. Mình quay lên đã từ lâu lắm rồi mà hôm nay mình phải quay lại. Là tại vì hôm nay mình tải lên nhà YouTube thì cái
cái video của mình nó báo lên trên màn hình như vậy, chứ không phải là mình quay lại. Có bạn hiểu lầm thì bảo là cô ơi sao cô quay lại mà như vậy có ích gì không, nhưng mà không phải mình quay lại, là mình tải lên nhà YouTube thì nó sẽ màn hình nó sẽ như vậy, cũng giống như mình chỉnh sửa vậy thôi, chứ không phải là do mình quay lại. Có những bạn và những cháu thắc mắc nói sao cô quay lại như vậy mà không phải là cô quay lại, cô tải lên nhà YouTube thì là cái nó trở về cái số 0 và trở về những con số lúc đầu là không có tiêu đề. Thì mong rằng các bạn và các cháu thông cảm cho mình. Tại vì người ta làm đâu thì người ta tải lên nhà YouTube đó, còn mình thì mình không có biết làm, cho nên bây giờ mình mới nhờ người chỉ giúp mình cho mình thì mình mới tải lên, thành ra cái video của mình nó như vậy. Thì mong rằng các bạn và các cháu thông cảm. Vậy là ta đã hoàn thành sinh tố Sakuche. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình.